Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn nông dân Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, giai cấp công nhân và Hội Nông dân Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ mới. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân nước ta có một vai trò rất quan trọng trong quá trình khai thác đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam, luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của nước nhà. Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, nông dân Việt Nam đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho gia đình, cho quê hương, cho xã hội. Trình độ học vấn của nông dân cũng từng bước được nâng cao, tư duy sản xuất kinh doanh nông nghiệp không ngừng được đổi mới, dần dần thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội và phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, là trung tâm, nòng cốt trong công cuộc phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đảng và nhà nước ta đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi đã có lần phát biểu, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, của giai cấp nông dân, sự đồng thuận của cả xã hội, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều cố gắng nỗ lực cùng các cấp, các ngành góp phần đưa ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng ở mức khá cao, khá toàn diện với những kết quả rất ấn tượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, đó là hội và phong trào nông dân vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình đất nước, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao, chưa khơi dậy được thật mạnh mẽ niềm tin, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, nghề, quy mô còn nhỏ, chưa đa dạng. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nông dân, có nơi, có lúc cũng chưa kịp thời. Việc phổ biến thông tin cho hội viên, nông dân, về chính sách nhập khẩu của các nước, của thị trường quốc tế, vận động thu hút các nguồn lực quốc tế hỗ trợ nông dân, nông thôn cũng còn hạn chế. Việc tham gia giám sát phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ hội còn chậm đổi mới tư duy, trình độ năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Phong trào nông dân phát triển cũng chưa đồng đều, sự hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh còn thiếu bền vững, hiệu quả chưa cao. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp chưa sâu, chưa rộng.
Trong bối cảnh phát triển nền nông nghiệp sinh thái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra câu hỏi xoay quanh vai trò và vị thế của người nông dân. Đây là vấn đề cốt lõi để Đại hội lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam xem xét thảo luận. Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh hiện nay thì phát triển nền nông nghiệp sinh thái có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động để thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới? Trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp ngày càng giảm và già hóa, lao động dư thừa các đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm kế từ nông nghiệp, thì các cấp hội nông dân Việt Nam phải đổi mới phương thức hoạt động như thế nào để ngang tầm với nhiệm vụ, đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa trong việc xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu chúng ta đề ra thế được không? Có điều kiện làm được không? Và quyết tâm làm được không? Đây là xu thế phát triển chung. Gợi mở thêm một số vấn đề tại đại hội lần này, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ hội các cấp cần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn, tuyên truyền vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh. Làm tốt vai trò là đầu mối, phối hợp tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư cho sản xuất nuôi trồng chăn nuôi, tham gia cung cấp một số dịch vụ công, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao hiệu quả cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn, kết nối thị trường, quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa cho nông dân. Các cấp hội cần tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tập trung vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân, thành lập các tổ hợp tác xã, triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp hội nông dân phải tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số. Chủ động tích cực tham gia hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, những giá trị văn hóa của con người và đất nước Việt Nam đến tất cả các tổ chức, các đối tác với bạn bè quốc tế, phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là một thành viên của tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân, thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy vai trò của nông dân tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nhân dân. Bức tranh nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh có thực sự hoàn mỹ hay không? Và giải đáp câu hỏi làm sao để trở thành hiện thực đòi hỏi một sự quyết tâm, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Song Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam, và giai cấp nông dân Việt Nam chúng ta có vai trò trực tiếp và nòng cốt.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau đại hội này, công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng khóa 13, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng giàu đẹp, hùng cường, tất cả vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị, chiều nay Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ việc xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả quá trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, mà còn phân tích hạn chế, khó khăn, thách thức cũng như thành tựu đạt được nhằm phục vụ cho tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những vấn đề mang tính thực tiễn như xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ như thế nào trước những biến động của tình hình thế giới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa trong thời đại hiện nay cần bổ sung những gì để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Các đại biểu cũng đã thảo luận tổng kết những thành tựu, nhận diện một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tìm ra các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, giúp Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển trong giai đoạn tới. Hôm nay, Đảng ủy, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Lương Cường nêu rõ năm 2024 là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, quân đội. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ và toàn cơ quan về vị trí vai trò của cơ quan Tổng cục Chính trị. Lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, tập trung tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, nâng cao chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Quý 1 năm 2024 yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết các mặt công tác và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, tỷ lệ giải phóng mặt bằng tại các quận huyện có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua đã đạt gần 97%. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất ở, kiểm tra thực địa thi công tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà thầu và địa phương. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị, quận huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết. Các sở ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục, vận dụng các cơ chế chính sách có lợi nhất cho người dân. Các nhà thầu thi công khẩn trương tranh thủ thời gian, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý 3 năm 2025. Năm 2024 tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam là điểm sáng được quốc tế ghi nhận trong cuộc chiến chống đói nghèo. Việt Nam đã tăng nhiều bậc trong bảng xếp hạng những quốc gia tham gia các chỉ số đánh giá về phát triển xã hội. Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu Chính phủ, chương trình hành động triển khai nghị quyết 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết trong dự án của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thông qua vào kỳ họp thứ 7 và Luật Việc làm sửa đổi lấy ý kiến vào kỳ họp thứ 8. Kế hoạch năm 2024, ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa dạng,
nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là người yếu thế, dân tộc thiểu số. Trong đó chú trọng 3 vấn đề, vừa phòng ngừa khắc phục, vừa thích ứng với rủi ro, hướng tới xây dựng lưới an sinh bao trùm bền vững, mọi người đều được tham gia và thụ hưởng thành quả xã hội. Mới đây tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đoàn đại biểu báo Nhân dân đã tới thăm và làm việc với báo Passason của Lào. Đồng chí Đinh Như Hoan cho biết, báo Nhân dân cam kết chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số mạnh mẽ trong hơn 2 năm qua của mình nhằm giúp báo Phạ Sao Vôn nâng cấp hệ thống báo điện tử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế mới, hỗ trợ đào tạo cho báo Phạ Sao Vôn trong công cuộc chuyển đổi số bằng nhiều hình thức, từ trực tuyến đến trực tiếp. Sáng cùng ngày tại trụ sở báo Phạ Sao Vôn ở thủ đô Viêng Chăn diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu báo Nhân dân và đoàn đại biểu báo Phạ Sao Vôn và ký biên bản ghi nhớ về việc bàn giao hệ thống phần mềm quản trị nội dung, giao diện mới của báo Phạ Sao Vôn điện tử. Ngày 26 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thảo triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Tây Nguyên. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Và đề xuất các kiến nghị, giải pháp từ thực tiễn vùng Tây Nguyên để tiếp tục triển khai thực hiện và xây dựng có hiệu quả các hệ giá trị này trong thời kỳ mới. Đây là diễn đàn để các tỉnh ủy, các nhà khoa học, các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, quản lý văn hóa trong vùng trao đổi kết quả nghiên cứu, đi đến thống nhất nhận thức về các hệ giá trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc. Đồng thời xác định những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra để triển khai thực hiện nhằm giữ gìn, phát huy các hệ giá trị, góp phần phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngày 1 tháng 1 năm 1914, 1 tháng 1 năm 2024, chiều nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình Đại tướng tổ chức triển lãm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo tài năng đức độ. Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh về những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các hình ảnh hiện vật tài liệu quý được giới thiệu như khẩu súng ngắn P-38, chiếc xe đạp, bộ lễ phục. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 12, phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, nhóm bị cáo nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho một số bị cáo, trong đó đề nghị giảm từ chung thân xuống 20 năm tù với Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, giảm 3-4 năm tù với Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Với nhóm bị cáo đưa hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm 12-18 tháng tù với Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky. Các bị cáo khác được đề nghị giảm từ 6-12 tháng tù. Với nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm còn 30 tháng treo với hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương. Với nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát đề nghị giảm thành án 20 năm tù với Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Nhóm bị cáo không kháng cáo là Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Các bị cáo Trần Minh Tuấn, Phạm Bích Hằng, Hoàng Diệu Mơ, Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn, Viện Kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm. Sau khi Viện Kiểm sát luận tội, các luật sư và bị cáo đã có phần bào chữa, tự bào chữa trước tòa phúc thẩm. Đa số đều thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát là hoàn toàn đúng và mong được hội đồng xét xử căn cứ các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt. Cũng trong hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý. Kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban dân nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Cơ quan cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án, đồng thời mở rộng điều tra vụ án, đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để, đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi truyền hình nhân dân có thông tin phản ánh tình trạng người đi bộ đi xe máy xe đạp ngược chiều trên đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ vào ngày 24 và 25 tháng 12 gây mất an toàn giao thông. Hôm nay 26 tháng 12, các đơn vị chức năng tỉnh Tuyên Quang đã cử cán bộ trực hướng dẫn phân luồng giao thông, chốt chặn phương tiện bị cấm đi vào cao tốc và lắp đặt bổ sung các biển cấm, biển chỉ dẫn để bảo đảm an toàn giao thông. Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 nhận nhiệm vụ quản lý, vận hành tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đã cắt cử cán bộ trực tại điểm đầu và điểm cuối cao tốc để hướng dẫn, chỉ dẫn cho người mới tham gia giao thông trên tuyến, ngăn chặn các phương tiện không được phép vào cao tốc, nhắc nhở và phát tờ rơi tuyên truyền cho mọi người thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, bảo đảm việc vận hành, khai thác tuyến đường an toàn đạt hiệu quả. Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Qua các chương trình kết nối du lịch, các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm lưu niệm được giới thiệu đến nhiều đối tượng và khách du lịch. Nhờ vậy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế, các chủ thể doanh nghiệp đã nỗ lực tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng chục gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống và sản phẩm du lịch được đông đảo các đối tác tìm hiểu, chiêm ngưỡng. Du khách được chủ cơ sở giới thiệu sản phẩm do công ty mình sản xuất và phân phối trên thị trường hiện nay. Hy vọng rằng là sẽ cùng các công ty, các đơn vị du lịch ở Phú Yên và Nha Trang cùng thêm cái sản phẩm của bên em sẽ thúc đẩy cho sản phẩm du lịch của hai vùng Nha Trang và Khánh Hòa ngày càng phát triển và bền vững ạ. Các loại nông sản chế biến sâu, bò một nắng, cà phê và các mô hình du lịch sinh thái tiêu biểu của Phú Yên cũng được giới thiệu đến đông đảo du khách. Mình có chia sẻ học hỏi những kinh nghiệm như học tập về cái nhãn mác đó hoàn thiện sản phẩm của mình. Và các sản phẩm đặc trưng của vùng miền thì rất là phong phú. Thì tôi nghĩ rằng là qua cái chương trình hợp tác này thì du lịch Phú Yên là Khánh Hòa chúng ta có một cái vạch ra một cái hướng mới, đó là khai thác những cái điểm chung và phát huy lợi thế của từng cái điểm riêng của từng địa phương. Cái đấy là cái mà hiện nay các địa phương chúng ta lâu nay chúng ta chưa có cái sự hợp tác này. Và không có trùng lắp lại những cái sản phẩm với nhau. Đây là cái điều mà chúng tôi đã mong muốn trong vừa rồi phát triển du lịch. Năm 2023, tổng lượt du khách đến Phú Yên đạt gần 3 triệu, thu trên 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 78% so với năm 2022. Nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp cùng với đẩy mạnh xúc tiến, kết nối thời gian qua là yếu tố quan trọng để ngành thương mại, du lịch Phú Yên tăng trưởng mạnh, trở thành điểm sáng kinh tế trong năm nay. Do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sáng sớm nay đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện sương muối phủ trắng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn du khách. Sương muối xuất hiện là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Với cường độ trung bình, phủ trắng mọi vật, có nơi sương muối đọng thành một lớp dày, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, thu hút du khách.